Bỏ Việt Nam không thèm về, cuộc sống của Nguyễn Ngọc Ngạn ở nước ngoài khổ sở đến mức nào? là một trong những nhà văn và MC Việt Nam nổi danh bậc nhất thị trường hải ngoại. Ít ai biết được rằng Nguyễn Ngọc Ngạn là người mù Internet. Cuộc sống của MC Nguyễn Ngọc Ngạn gói gọn trong ba không. Không di động, không email, không Internet. Ngoài vai trò nổi bật nhất là MC chính của sân khấu Paris by Night trong suốt 25 năm, chắc những ai yêu văn chương không thể không biết đến tác giả chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn. Dù là nhà văn viết khá nhiều thể loại đa dạng từ chuyện ngắn đến chuyện dài, nhưng chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn vẫn là thương hiệu gây ấn tượng nhất với độc giả. Trong những đêm mưa lành lạnh, hạ ánh sáng của cây đèn trong phòng, bật một câu chuyện ma audio do chính nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn viết và thu âm, chất giọng truyền cảm kết hợp với những âm thanh rùng rợn ma quái trong bản thu, tiếng gió hú, tiếng chó chu, mèo kêu, tiếng cào cửa là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt, sợ hãi nhưng cũng đầy kích thích và hấp dẫn. Đó là lý do mà fan hâm mộ chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn cùng đông đảo cũng đông đảo, không kém số lượng khán giả yêu thích hình ảnh MC Nguyễn Ngọc Ngạn trên sân khấu Paris by Night. Có thể nói cả hai lĩnh vực khiến cho Nguyễn Ngọc Ngạn được nhiều người biết tới đều không phải định hướng mà ông dắp tâm lựa chọn từ nhỏ. Tất cả đều là cái duyên trời đưa đẩy đến với ông. Nguyễn Ngọc Ngạn có rất nhiều ước mơ như trở thành diễn viên, ca sĩ hát chèo, nhà viết kịch nhưng tất cả đều không trở thành hiện thực. Nguyễn Ngọc Ngạn sinh ra ở mảnh đất Sơn Tây vào năm 46. Ông là đứa con thứ ba trong một gia đình gồm sáu anh em tất cả. Đông con hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tuổi thơ ấu của ông bôn ba lênh đênh khắp nơi năm ông mới 8 tuổi, gia đình Nguyễn Ngọc Ngạn chuyển xuống sinh sống tại Hà Nội. Vài năm sau, lại dắt díu nhau ra Hải Phòng. Cái nghèo đeo bám khiến gia đình ông một lần nữa lại cùng nhau di cư vào Nam. Những năm đầu mới chuyển vào Nam, Nguyễn Ngọc Ngạn và gia đình cư ngụ tại Củ Chi, trong một xóm toàn những người công giáo. Từ nhỏ, ông đã thích quan sát và theo dõi mọi người. Ai cũng bận rộn nên cậu bé Nguyễn Ngọc Ngạn mới 10 tuổi tự tìm ra niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống cơ cực lúc bấy giờ đó chính là ngắm nghía và hòa vào sự sinh hoạt đời thường của một giáo sứ. Tất cả mọi chi tiết nhỏ ấy in sâu vào tâm trí của cậu bé Ngạn và đeo đẳng cậu tới hàng chục năm sau. Câu duyên đến với nghiệp viết văn của Nguyễn Ngọc Ngạn cũng xuất phát từ việc muốn ghi lại những câu chuyện ông đã trải qua trong cuộc sống. Bằng trí nhớ siêu phàm của mình, Nguyễn Ngọc Ngạn đã khai thác từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để làm tư liệu, viết nên cuốn tiểu thuyết Xóm Đạo ngoài sở thích quan sát người khác nguyễn ngọc ngạn còn đặc biệt thích đọc sách cụ thể là thể loại tiểu thuyết cuốn sách gối đầu giường của nguyễn ngọc ngạn là tự lực văn đoàn hoàn cảnh gia đình nghèo khó bố mẹ tiếc tiền nên liên tục ngăn cản con trai mua sách cực chẳng đã ông đã phải giấu sách vào áo đến tối mang ra đọc dưới ánh trăng lập lòe đó chính là lý do ông bị cận thị nặng có thể nói, trung tâm Thúy Nga chính là cái nôi lăng xê tên tuổi Nguyễn Ngọc Ngạn vụt sáng thành ngôi sao, được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết tới. Trước khi được biết tới là MC độc quyền của trung tâm Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Ngạn đã chính thức trở thành nhà văn khi còn ở đảo Prince Rupert tại Vancouver, Canada. Ngoài ra bắt đầu từ năm 1987, ngoài việc sáng tác truyện ngắn và tiểu thuyết, Nguyễn Ngọc Ngạn và một người cộng sự gốc đài loan tên là chiêu cùng hợp tác với nhau để chuyên viết chuyện song ngữ cho thiếu nhi như tôn ngụ không hoa mộc lan cả hai là đồng nghiệp với nhau tại thư viện trung ương toronto đồng thời để trang trải cho cuộc sống nguyễn ngọc ngạn còn làm thêm nhiều công việc nữa như nhân viên bảo hiểm người phiên dịch thời điểm đó nguyễn ngọc ngạn đã được ban lãnh đạo của trung tâm thúy nga để mắt tới và ngỏ ý muốn cộng tác sau một thời gian theo dõi hoạt động văn chương của ông vì lúc đó nguyễn ngọc ngạn đã là một nhà văn khá có tiếng tại thị trường hải ngoại lối hành văn ngắn gọn chặt chẽ và cốt truyện gây bất ngờ trong những tác phẩm cho thấy nguyễn ngọc ngạn là một nhà văn có tư duy sắc bén và thông minh đây là tố chất cần thiết trong một người dẫn chương trình tuy chưa gặp nguyễn ngọc ngạn lần nào nhưng ban giám đốc trung tâm thúy nga đã rất kỳ vọng một người như ông có thể thổi làn gió mới đến show và một cuộc điện thoại mời cộng tác định mệnh từ ông Tô Văn Lai, giám đốc trung tâm Thúy Nga, vào năm 1992 đã trực tiếp thay đổi cuộc sống của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Đứng trước một lời mời đột ngột sang Paris làm người dẫn chương trình, Nguyễn Ngọc Ngạn vô cùng bối rối. Không phải do thiếu tự tin mà đứng trước một lĩnh vực mới lạ mà vốn kinh nghiệm là số 0 này, ông nghĩ đó chưa chắc là nghề dành cho mình và hẹn sẽ trả lời sau. Nguyễn Ngọc Ngạn đã đi hỏi ý kiến khắp mọi người thân trong gia đình và mọi người hầu hết đều can ngăn vì trong giới nhà văn có tiếng tăm mà dẫn chương trình giờ thì sẽ phá hoại hết tiếng tăm đó chỉ duy nhất một người ủng hộ ông trở thành mc là người em trai ruột của ông nhạc sĩ ngọc trọng em ruột ông cho rằng nếu như nguyễn ngọc ngạn làm mc xuất hiện trong chương trình video nào đó thì gia đình và người bố cao tuổi của ông ở việt nam có thể được nhìn thấy gương mặt ông cho đỡ nhớ Đứng trước lý do xuất phát từ tình nghĩa ấy, vợ ông cuối cùng đã khuyên Nguyễn Ngọc Ngạn nên đồng ý trước lời mời của ông Tô Văn Lai. Cuối cùng Nguyễn Ngọc Ngạn đã đồng ý xuất hiện trong chương trình Paris by Night số 17, địa điểm thu hình tại Paris. Nhưng vì vẫn hồ nghi về sự hưởng ứng của khán thính giả nên ông quyết định chẳng cần đầu tư trang phục tóc tai chi dườm già, đôi giày đi đã lâu và bộ vest cũ. Thường ngày ra sao thì ông bê nguyên lên sân khấu như vậy. Trong chương trình video đầu tiên với vai trò MC, Nguyễn Ngọc Ngạn đã không chọn cho mình lối dẫn chương trình chọc cười khán giả như những đời MC trước đã làm. Ông chọn phong cách nghiêm cẩn như một ông giáo làng. Ngay từ những câu đầu tiên, Nguyễn Ngọc Ngạn đã đọc vài câu thơ của Thanh Tâm Tuyền, khiến khán giả bất ngờ. Sau đó ông đưa khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì kiến thức văn chương và triết học rộng lớn của mình. Chỉ sau đêm diễn đầu tiên đó, ban giám đốc trung tâm Thúy Nga đã đề nghị trực tiếp với Nguyễn Ngọc Ngạn trở thành người dẫn chương trình độc quyền cho Paris by Night. Paris by Night số 17 sau khi phát hành gây được nhiều tiếng vang. Nhiều nơi mời Nguyễn Ngọc Ngạn làm MC nhưng ông từ chối vì đã ký độc quyền với trung tâm Thúy Nga. Đến lúc đó ông mới tin vào tài năng dẫn và điều khiển chương trình của mình. Thấm thoát đã 25 năm kể từ ngày Nguyễn Ngọc Ngạn bước vào nghề MC. Cái tên MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Kỳ Duyên trở thành huyền thoại trong lòng những khán giả hải ngoại và là bảo chứng rõ rệt cho sự thành công của đêm diễn thành công và nổi tiếng là vậy ít ai có thể biết được rằng nguyễn ngọc ngạn là một người tối cổ với công nghệ ông không dùng email máy tính điện thoại di động không biết dùng internet tất cả bản thảo văn chương và kịch bản dẫn chương trình đều được nguyễn ngọc ngạn viết tay vốn kiến thức để làm tư liệu nghề nghiệp ông tìm kiếm trên sách báo tv ngoài công việc đi show để thu âm và dẫn chương trình ông thu mình trong tư gia biệt lập bên cạnh gia đình để sáng tác và nghiên cứu Người vợ hiện tại tên Diệp là người đồng hành với Nguyễn Ngọc Ngạn, là người vợ thứ hai, vợ đầu của ông đã mất. Bạn bè và những người không quen thân với ông, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu không tuổi của cặp vợ chồng này. Dù đã qua tuổi 75, nhưng họ vẫn luôn giữ được lửa hôn nhân ngọt ngào, luôn âu yếm gọi vợ bằng tiếng em thân thương. Người em thân thiết của Nguyễn Ngọc Ngạn là MC Kỳ Duyên đã tiết lộ, hôn nhân của ông với bà Diệp là kết quả của một mối tình xét đánh. Chỉ gặp một ngày là MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã quyết định cầu hôn ngay người phụ nữ đặc biệt này. Kết quả là đã sống bên nhau. 34 năm hạnh phúc viên mãn. MC Kỳ Duyên còn hài hước phong cho bạn diễn Nguyễn Ngọc Ngạn là hội trưởng hội sợ vợ. Vì lý do tuổi tác đã cao nên em MC Nguyễn Ngọc Ngạn giảm bớt những chuyến lưu diễn xa, nhưng hệ ông đi đến đâu cũng có vợ đồng hành. Đồng nghiệp kể lại, có những lần lưu diễn xa, MC Nguyễn Ngọc Ngạn mang theo hai vali quần áo rất to. Thì ra đó là vali của ông và vợ, vì ngày hôm sau bà Diệp mới bay đến, nên ông sẵn sàng mang đi trước. Một sự nghiệp rực rỡ, một gia đình hạnh phúc chính là nền tảng để MC Nguyễn Ngọc Ngạn luôn toát lên sự lạc quan và vui tươi, luôn là nhân vật truyền cảm hứng đến khán giả. Đối với ông, tuổi tác chỉ là con số, tận hưởng cuộc sống sao cho trọn vẹn mới là điều ông quan tâm mỗi ngày. MC Kỳ Duyên cùng ông Nguyễn Ngọc Ngạn về Việt Nam MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và ông Nguyễn Ngọc Ngạn góp mặt trong sa mạc tình yêu, chuỗi live show đánh dấu chặng đường 25 năm ca hát bà Hoàng sân Khấu Ý Lan tại thành phố Đà Nẵng sự kiện làm nức lòng người yêu ca nhạc thành phố biển hơn bao giờ hết trong mùa thu. Trước khi trở thành một MC nước tiếng trên sân khấu hải ngoại và trong nước, có lẽ ít người biết Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Ngọc Ngạn từng có thời miệt mài say mê gắn bó với nghề luật sư. Với thứ tình yêu nhiều đến nỗi, cô và ông chỉ coi MC là niềm vui đơn thuần mỗi khi rảnh rỗi. Mới đây, vào đầu tháng 8, Nguyễn Ngọc Ngạn cùng các nghệ sĩ của Trung tâm Thúy Nga Paris đã cùng về ghi hình tập 133 với nội dung là lời giả từ đến MC Nguyễn Ngọc Ngạn để ông trở về quê hương Việt Nam dưỡng già. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn cho biết đã có ý định nghỉ hưu từ nhiều năm trước, nhất là sau lần phải đi cấp cứu sang Singapore, thu hình cuốn Paris by Night số 130. Ông nói ngay khi cấp cứu xong, hồi phục sức khỏe bình thường thì tôi lại làm được show suôn sẻ. Nhưng ngay sau show đó, Cô Tô Ngọc Thủy là giám đốc trung tâm Thúy Nga và tôi có ý định sẽ làm một show nữa vào năm 2020 tại Bangkok lấy tên là Nguyễn Ngọc Ngạn giả từ sân khấu. Lý do làm show đó tại Bangkok là để đón khán giả Việt Nam qua và làm một show tại Mỹ thì ngừng luôn không làm nữa, kể cả những live show thường đi hàng tuần cũng nghỉ. Thứ nhất vì tuổi tác, thứ hai sức khỏe và thứ ba sau khi lần vào cấp cứu. Tôi thấy sự có mặt của mình làm phiền những người xung quanh quá, phiền ekip, làm việc cho Thúy Nga, từ ban giám đốc đến anh chị nghệ sĩ. MC có hai người là tôi và cô Kỳ Duyên mà mỗi lần phải chạy vào cấp cứu làm sự lo lắng của ban giám đốc cũng như anh chị em nghệ sĩ bao nhiêu chuyên viên. Cho nên tôi quyết định đến tuổi và đến mức sức khỏe không cho phép mình có thể đứng trên sân khấu được nữa. Việc MC Nguyễn Ngọc Ngạn quyết định về hưu là một mất mắt lớn đối với trung tâm Thúy Nga. Vì 30 năm qua, ông được xem là linh hồn của chương trình Paris by Night với lối dẫn riêng biệt khai phá một hướng đi hoàn toàn mới. Từ 10 năm trước, MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã từng nghỉ một vài số Paris by Night khi trung tâm cố gắng tìm kiếm người thay thế. Nhưng đều thất bại, cuối cùng ông xuất hiện trở lại bên cạnh kỳ duyên cho đến nay. Lần này vì tuổi cao sức yếu của MC lão làng này, trung tâm Thúy Nga có lẽ đành chính thức tìm phương án hậu Nguyễn Ngọc Ngạn. Dù là khó khăn, nhưng trước sau gì cũng phải xảy ra. MC Nguyễn Ngọc Ngạn nói rằng, ông có ý kiến là nếu mời một người dẫn chương trình khác thay Nguyễn Ngọc Ngạn, thì có thể người đó làm MC theo một đường lối khác chứ không nên làm cái kiểu của nguyễn ngọc ngạn bởi thế hệ trẻ bây giờ không trải qua những thăng trầm của đất nước cho nên kiến thức về tất cả những chuyện đã trải qua trong nửa thế kỷ vừa qua của việt nam có thể sẽ không nằm trong đầu họ như là với thế hệ của tôi bởi vậy cho nên có thể trung tâm thúy nga sẽ tìm một mc nhưng người đó phải đi theo một hướng mới nào đó sẽ không có những người thay thế mình và họ cũng sẽ thành công hơn mà không cần phải đi theo con đường của nguyễn ngọc ngạn là con đường của một ông thầy giáo đó là ý kiến cá nhân của tôi như thế nguyễn ngọc ngạn là một người nổi tiếng trong lĩnh vực văn chương cũng như trong vai trò mc điều đó ai cũng biết là một người nổi tiếng ông nhận được sự yêu thích từ công chúng và đôi khi ngược lại cũng không tránh khỏi những lần bị định kiến trái chiều nhưng dù thế nào thì cũng không có ai có thể phủ nhận được những đóng góp của nguyễn ngọc ngạn trong lĩnh vực văn chương đặc biệt là từ nhiều năm qua ông trở thành một người điều khiển chương trình nổi tiếng thường được gọi là mc vững vàng với một con đường đi riêng biệt